Chào đâu. đâu qua ôi đâu qua đi đâu Chào. qua thôi luôn đâu qua đi không chịu chịu đâu qua tôi chịu không nổi là con ơi mày đã gãy chân tôi là con ơi không 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 đâu qua đâu bẻ đâu đâu qua đi Vịnh thôi đâu qua Vịnh thôi không. Anh đi nhiều anh đi bao nhiêu thầy rồi đi cũng mấy thầy rồi mà người ta nói này nó bị nặng khó chữa. Lúc mà đi coi thầy thì thầy kêu là nó bị quỷ nhập ở với con quỷ đó là sinh ra cũng được hai đứa con rồi. Ở với quỷ sinh ra hai đứa con rồi. Dạ. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi Lê Hậu đến Tây Nguyên. Thành phố Pleiku của Gia Lai thì chị Du ca bệnh là bị tà nhập cũng nhiều năm rồi, mấy chục năm rồi. Nhưng mà anh này nghe gia đình kể lại thì đi cũng khá nhiều thầy mà giờ chị không hết. Thì hôm nay gia đình mời tôi tới đây, tới nơi này để mà chị cho một ca bệnh. Xin các chú và các anh chị theo chân và tìm hiểu về bệnh như thế nào. Anh tên gì? Em là Lương Ngọc Đảm. Thì anh tới mời anh tới đây để có những cái vấn đề gì? Dạ mời anh thầy Trung tới là nói chung là công việc gia đình thì có mấy người họ bị người âm nhập rồi đó, mời thầy tới. Đi ra chỗ kia này nè, ra chỗ kia đứng nè. Đấy, ngồi chơi theo. Tới chơi thứ nhất là về đây thăm gia đình, nữa là thứ hai nữa là nhờ thầy giúp gia đình công việc em út nó bị như vậy đó. Dạ. Bị như thế nào anh có thể kể cụ thể? Dạ thì em nó bị giống như bị dương âm nó nhập nhiều năm rồi. Nhiều năm? Dạ nhiều năm rồi, bây giờ muốn cho em nó hết hẳn là nó có gia đình rồi. Không biết ai hết á, coi trên Youtube thấy thầy Trung đó, thì nhờ thầy giúp đỡ giùm cho gia đình. Dạ tình trạng em của anh như thế nào kể cho em nghe. Thì hiện trạng tức là cơ thể sao như thế nào? Sinh hoạt hàng ngày sao? Sinh hoạt hàng ngày bình thường. Nhưng mà nhiều khi tối rồi hay nhảm rồi nó nói kiểu như mơ mơ màng màng rồi nó giống như hài hài vậy đó. Nó giống như thế nào á? Tức là có biểu hiện nói chuyện với người âm. Có biểu hiện người âm, đúng rồi. Nói chuyện có biểu hiện nói chuyện người âm ha. Có. Mà thường thì như vậy thì bao lâu rồi anh? Nếu mà cái giai đoạn nó bị chắc hôm nay chắc cũng 6-7 năm rồi. 60 năm. Yeah. Lúc có thì bình thường, lúc có thì bị như vậy. Anh đi nhiều, anh đi bao nhiêu thầy rồi? Đi cũng mấy thầy rồi mà người ta nói này nó bị nặng khó chữa. Rồi một thứ hai nữa là cứ đi tới thầy là nó không có chịu đi. Yeah. Nó không có chịu đi tới thầy. Yeah. Nó sợ. Sợ nhưng mà ở nhà có biểu hiện quậy quạng gì không? Có lúc tức. Có tức trước lên thì quậy dữ lắm. Quậy sao? Ví dụ như ông bà già nói là nó tức là nó quýnh luôn. Quýnh luôn? À, quýnh luôn. Quýnh ông bà già? Dạ, rồi ai nói gì là nó cũng gây hết. Quên lên có sưng gì không anh? Sưng ở đâu không? Không sưng. Không sưng nhưng mà khi mà lúc mà đi coi thầy thì thầy kêu là nó bị quỷ nhập ở với con quỷ đó là sinh ra cũng được hai đứa con rồi. Ở với quỷ sinh ra hai đứa con rồi. Dạ. Sống nhập tâm, tối là nói chuyện một mình trong phòng, cười tào rào rập rập nữa. Tức là ông thầy trước là nói là anh ở với con quỷ là có hai đứa con. Dạ, ông kêu là nặng lắm. Nếu mà chữa là phải lâu dài, chứ còn mà không lâu dài là không có cách nào hết được. Một lần mà kêu nó đi là khó lắm. Cái nhà đây âm nặng lắm. Thầy cũng lên kêu âm nặng lắm. Dạ. Đó, rồi ông già ông thấy vậy rồi ông búng, ông đuổi ông ta rồi vậy xong cái đâu là cậu này sau khoảng đó có thời gian cậu quậy ác. Yeah. Đuổi ta tức là ông thầy là ông già hồi đó ông dùng ông xuống nhà dưới là ông thấy cái bóng là ông cầm chổi ông tìm ông quất ông chửi ông mũi xong cái đầu là nó gọi là cái xác là nó quậy cái xác quậy lên. Dạ yeah, quậy thời gian rồi sau này cái ông già mất nay 7-8 năm 10 năm gì rồi á là bắt đầu là ông thầy ông cũng chỉ cúng kiết rồi vậy đó. Rồi từ đó là thấy nó hiền lần lần hiền xuống. Dạ, đến giờ hiền. Tức là nói gì nè, tình trạng hồi nãy giờ theo như anh trình bày đó
thì không phải là con một con đâu, binh trong đó nhiều lắm, ha, binh quỷ, quỷ của nó, quỷ rồi binh của nó, thì khi ông đánh đó, ông thấy bóng ông đánh, tức là đánh con đánh cháu đó, thì đánh con đánh cháu đó, là khi con mà chủ đó, cái con lớn nhất đó, thì nó ở trong người ông này, thì nó cho nó hành vào cái xác quậy lên, nhưng mà hồi nãy á, thấy cái tình trạng của anh này đó, thì theo tôi biết á, nó chiếm nó nhiều lắm rồi. Cái hồn anh dẹp qua bên rồi đó, chứ cái xác là cái hồn thôi, chứ còn tất cả nó dẹp hết và nó chiếm hết, cho nên con người anh lơ lửng lửng, tức là tất cả là chiếm hết. Giờ nó chiếm lâu rồi chứ không phải là mấy chục năm rồi. Còn người thầy nào đó đuổi đi hay gì đó, không đuổi đi đâu. Còn cúng cho đăng đó nó càng mạnh thêm. Cúng cho đăng nó càng mạnh thêm. Nói chung là nếu trừ nó được thì càng tốt, và đuổi đi hay như thế nào đó thì người thầy có cách giải quyết. Còn cúng á, tôi nói thiệt luôn, tôi từng chị cam quỷ nhập hoặc là tin chúa tin nhập, nhưng mà thật sự mà nói đó, khi mà những người ta ở như gia đình người ta không biết cúng đó, cúng cỡ nào chăng nữa không hết đâu. Nói chung là dùng trấn áp thì được, trấn áp mới được. Tại vì thụ trạng mà nó chiếm rồi nó lì lắm, giống như là nó làm quyền làm hành rồi, giống như cái nhà của nó rồi, nó xây nhà rồi, nó nhập trong xương trong tủy rồi. Mà nếu mà cúng hay gì đó không bao giờ hiệu quả, tôi nói thẳng. Nó tỉnh lắm, khi mà xuống điện á, xuống thầy vô cái điện ổng á, là nó rất là bình thường, nó còn xin thuốc hút. Rồi nó kêu ông thầy là phải cho nó dầu gió thoa, ngồi rất là tỉnh queo. Xong rồi nó kêu thầy chữa xong rồi đi về, vậy thôi, nó nói vậy, thầy chữa xong rồi đi về. Rồi sau em khi ông nói vậy là thấy không ăn, là ông chữa không bớt, rồi đi ông thầy trên huyện, ông thầy đó là ông bên Nam Mông, lên ông làm hai bữa, cứ 4 giờ chiều là ra chở nó lên. Chở nó lên đó coi như là đến lúc ngày thứ ba là ra đó là nó trốn. Trốn đi đến mấy giờ sáng nó về luôn, đi tìm cả nhà tìm đường luôn. Ông kêu mà không tìm ra là lòng hoàng là nó chết. Là đêm nào cũng phải đi tìm. Mà cứ 4 giờ chiều là bà nội nó đi. Thì bây giờ cái tình trạng nói chung là gia đình mà có một người gì đó là gia đình khổ cũng khổ lắm. Thì hôm nay tôi từ An Giang đến ra tới Gia Lai để giúp cho gia đình anh, thì anh yên tâm. Chắc chắn là tôi giúp cho gia đình anh được. Tôi mới ra đây. Nếu không được á, tôi trả lời thẳng với anh là không được, tôi không ra đâu. Đúng rồi. Anh yên tâm về vấn đề đó. Thì tôi hứa giúp được, tôi giúp được ha. Cảm ơn thầy. Có mày đưa anh làm một cái với mày. Đi, mày em đi. Đừng lấy á. Đâu có lấy không? Coi biết sao. Tiền nhiều lắm ha. Có tiền. Quá trời vàng vòng đồng hồ đeo mấy cái. Ô, có duyên lắm cho anh cái với mày. Cái nào bự á, cái bự chưa? Cái bự chưa? Ông mà tao không có cái nào hết. Ồ quá. Được chưa? Chưa chút xíu ha, chút xíu. Lạnh hả? Đưa anh coi cái đồng hồ nó coi đồng hồ gì vậy? Đồng hồ ấy nè. Hả? Đâu? Ồ, mấy đồng hồ nhái đâu vậy? Đẹp với mày. Đưa bán cho anh đi. Bao nhiêu? Để coi giờ vậy đó. Đưa em làm 3 cái luôn mà đeo dữ vậy? Giường hai này không? Giường hai đó, chồng cô hai. Đau, đau nè. Vậy hiệu quả gì đâu đau nè. Mấy cái đó tắc huyệt á. Đau. Tắc huyệt. Má mẹ đau lắm. Đau mình nha. Đau không bấm nữa nha. Có hai người nào đâu à. Sao đâu. Giữ nó chút xíu em. Cố gắng chút mày gì đâu mà. Để gì
đây. Đâu mà hả? Đâu hả? Đâu mà ê, thì cái đâu là đâu là hết rồi. Đâu là nó bị biết cái chỗ đó là đi cũng được luôn. Mày muốn đi được. Bấm vô nó đâu. Biết rồi nhưng mà bấm vô. Do ít đi á. Đi không đi. Phen ngồi vô giữa. Ngồi vô giữa anh ngồi kế bên. Anh ngồi giống như anh vậy đó. Ờ, hay anh ngồi kế bên. Dẹp cái này. Ờ, đỡ. Chỗ lưng lạnh. Ừ, dựng vô xa đâu mà ôm vô dần. Gì đâu mà có ai này hết à? Bấm chút xíu hai chân khỏe nó hết à. Ừ. Nó tan này vậy xíu hết à. Ô đâu qua ô đâu qua đi sao đâu qua thôi luôn đâu qua đi xíu. Không kêu tôi đâu qua tôi chịu nổi là công ơi mày đã gãy chân tôi là công ơi à. Hô đâu qua đâu bẻ đâu rồi, đâu qua đi Vịnh thôi đâu qua Vịnh thôi không nè đâu qua ê công ơi công ơi đi công ơi đi anh công ơi chết ơi. Chết nè tao nói chết công ơi công ơi đi em anh nè anh nè đâu qua đi công công ơi đi ô chút xíu ô mày ghen hả ơ đâu qua anh nè anh nè thổi bái trong người không anh? Ừ. Đi tới luôn đi. Cứ đi lên đi xuống bình thường. Cứ đi ra đi vô đi lên xuống bình thường. Thôi đem. Sắc mặt mấy chị để ý khi bấm xong nhầm. Sắc mặt hả? Mấy ngày sau sắc mặt. Rồi đi vô đây, vô đây. Bấm xong sắc mặt nó khét luôn. Đau quá. Đau. Tin gà anh mạnh mẽ đó chứ. Mạnh. Mạnh mẽ đó có nhiều người đó. Kiên cường đó. Tội tội. Giữ bình thường. Thế tội. Nó dễ dụ vậy đó. Nãy cái lá bùa đầu tiên nó uống rồi hay mừng á. Uống vô chối. Uống vô chối lại. Chối lại. Yeah. Những người cân cao bình nặng làm sao mà đóng được cái lá bùa đầu tiên vô là ok. Yeah. Chối lại. Nó chối lại nó dùng luôn. Nó là đè được cái phần âm xuống. Còn những người mà không uống được lá đó banh nhà. Quậy ghê lắm. Quậy banh nhà luôn. Yeah. Trên cái lá đầu tiên nó đưa cho ông uống, hay ông uống được hay mừng. Kêu ông vô chị. Nói chuyện cho ông biết. Tôi từ An Giang tôi đi đây giúp ông đó, tôi nói cho ông biết vậy đó. An Giang luôn rồi. Ừ. Đi chơi gì lên. Lái xe luôn lên. Đúng rồi. Nè bây giờ tôi giúp anh cho người thấy sao, nói tôi anh nói rồi cho chú ông biết rồi. Khỏe chứ mà đâu. Khỏe hả? Ờ đâu. Thoải mái chưa? Thoải mái. Thoải mái cho người không? Rồi. Thoải mái dễ chịu không? Rồi. Tỉnh táo hơn không? Cái đầu anh có nhức không? Không. Không nhức ha. Giờ thoải mái hơn chưa? Rồi. Rồi có lời đôi lời là cảm ơn tôi không? Tôi từ An Giang ra tới Gia Lai đó giúp anh đó. Cảm ơn á. Ừ. Tỉnh chứ mà đau quá. Ừ. Bấm nhẹ nhẹ rồi được. Rồi rồi. À, hai chị là ai là ở gần anh nhất ta? Luôn. Đây đây. À, chị thấy nè, chị thấy sắc mặt của anh giống như chị chứng kiến sắc mặt của anh thấy sao rồi? Hồng hào đỡ đó. Sắc mặt hồng hào. Theo dõi tiếp rồi có gì cho bên em hay ha. Dạ. Cái đây thì thấy bây giờ hỏi nó thì nó thấy nó nhẹ nhàng cái cơ thể rồi, thấy cũng mừng rồi đó. Còn sau này thì không biết nó còn tái lại thế đâu gì không thì mình không biết. Dạ. Vậy anh thì cũng mong, dạ. Cũng mong là thầy trông giúp đỡ dứt điểm cho em nó khỏe mạnh thành người như người ta là bình thường.